trình đi tìm hạnh phúc của hai tâm hồn tan vỡ. Cuộc hôn nhân để hàn gắn vết thương, nhưng bi kịch cuộc sống luôn ẩn mình chờ đợi. Tôi có thể hiểu được mọi thứ. Giữa sóng gió, liệu có thấy được bến bờ bình yên? Đón xem Hẹn Tái Hôn phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2018 trên TV Star SCTV 11.